chào mọi người đến với cuộc thi giới thiệu sách online ngày hôm nay. Nhóm chúng mình muốn chia sẻ quyển sách mang tên Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya của tác giả Hirashino Keigo. Đây là một cuốn sách nhẹ nhàng, tình cảm, không quá xa xôi, cũng không viết về những gì cao cả, mà nó chỉ là những điều chân thật nhất trong cuộc sống này, là những câu chuyện nhỏ thấm đậm tình người. Cuốn sách được mở đầu với ba nhân vật chính là Asuya, Sota và Koihei đang lên kế hoạch trộm đồ của một ngôi nhà đã theo dõi rất lâu, với thông tin chủ nhà một tháng chỉ về có một lần. Vậy mà trớ trêu thay, ngày thực hiện kế hoạch thì chủ nhà lại trở về. Không những thế, sau khi đã tẩu thoát bằng chiếc ô tô của chính chủ nhà thì xe lại chết máy giữa đường. Nhưng cũng nhờ đó mà các nhân vật của chúng ta mới tìm ra được những bí mật kỳ lạ trong một tiệm tạp hóa cũ kỹ. Sẽ như thế nào nếu bạn ở trong căn nhà ngưng động thời gian? Và còn kỳ lạ hơn là bạn còn gặp cả những bức thư nhờ tư vấn ở quá khứ. Liệu khi đã biết hết chuyện ở quá khứ thì bạn sẽ tư vấn cho người ta như thế nào? Nên cho họ biết trước tương lai hay khuyên nhủ họ với lời khuyên chân thành của một người đến từ tương lai? Và đó chính là những điều kỳ diệu đã diễn ra trong tiệm tạp hóa Namiya. Nó cho ta cảm giác tồn tại ở quá khứ, hiện tại và trong cả tương lai. Dường như không còn khoảng cách, mọi thứ được kết nối với nhau vô cùng chặt chẽ, tinh tế. Cuốn sách xoay quanh những lá thư chứa đầy trằn trọc gửi cho chủ tiệm tạp hóa Namiya, hay còn gọi là tiệm tạp hóa gỡ rối tơ lòng. Mọi thứ bắt đầu chỉ với sự trêu đùa của lũ trẻ về câu hỏi làm thế nào để không học mà vẫn có thể đạt 100 điểm. Nhưng ông chủ tiệm vẫn luôn trả lời các bức thư rất là tỉ mỉ, nghiêm túc. Dù chỉ là một bức thư trắng cũng phải khiến ông tốn hàng giờ suy nghĩ và hồi âm. Điều đó là mọi người có cái nhìn khác về ông. Và cũng từ đó nhiều bức thư khác bắt đầu được gửi đến. Và điểm thích thú nhất của mình với cuốn sách này đó chính là nằm ở sự dẫn dắt vô cùng khéo léo của tác giả qua các câu chuyện. Những điều diễn ra ở quá khứ, biết ở hiện tại và kéo dài cho đến tương lai, nhưng ông lại không để lộ một chút sơ sót nào. Mọi thứ ông viết ra đều có một sự liên kết chặt chẽ đến lạ thường. Cả cách mà ông lựa chọn những câu chuyện nhờ tư vấn cũng vô cùng thông minh và sàng lọc. Những câu chuyện được tư vấn đi qua các chủ đề quen thuộc như sự tình yêu và sự nghiệp. Bạn sẽ làm gì khi người yêu chỉ còn sống được vài tháng và mình thì đang bận theo đuổi ước mơ, hay sự nghiệp của bản thân và truyền thống gia đình? Liệu bạn sẽ từ bỏ giấc mơ để tiếp quản cơ nghiệp gia đình, hay là đi theo mong ước của mình? Hay vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn bị vỡ mộng về hình mẫu lý tưởng bố mẹ trong lòng mình, phát hiện ra rằng những thứ họ làm với bạn trước giờ đều là giả dối và bạn sẽ dung túng tội ác của họ, hay là lựa chọn từ bỏ? Và có cả câu chuyện về chính chủ tiệm tạp hóa đã mang đến cho ta những giây phút lắng đọng, nhẹ nhàng và tình cảm. Khi những bí mật dần hé rõ, ta nhận ra rằng những bức thư và con người ấy không ngẫu nhiên mà liên kết với nhau. Nó liên kết với nhau bởi tình yêu sâu sắc của chủ tiệm tạp hóa với người giám đốc dạy trẻ mồ côi. Mối nhân duyên không đến vượt với nhau đã dẫn đến sợi dây liên kết của những con người sau này. Một điều nữa mà mình rút ra được khi đọc cuốn sách này đó chính là tác giả kể về những người xin tư vấn, và qua những người này ta nhận ra rằng khi người ta muốn nhờ bạn tư vấn một chuyện gì đó thì thật ra trong lòng họ đã có sẵn câu trả lời rồi. Thứ mà họ muốn là một người thật sự lắng nghe họ, chia sẻ cùng họ khi họ cảm thấy bế tắc nhất. Có một câu chuyện của chủ tiệm đã lắng động lại trong lòng mình, đó chính là câu trả lời của bố có tác dụng là bởi vì ý chí của bản thân người đó, chứ không phải là một thứ gì khác. Nếu bản thân họ không sống tốt, sống hết mình thì dù có nhận được bao nhiêu câu trả lời thì cũng thế mà thôi. Qua những câu chuyện nhỏ với những mạch cảm xúc riêng biệt, cùng với lối văn nhẹ nhàng, pha hấp dẫn, pha chút hài hước của tác giả đã khiến cho mình như muốn đọc mãi thôi. Đối với bản thân mình, đây thực sự là một cuốn sách tuyệt vời với những ý nghĩa sâu sắc, thấm đẫm tình người trong cuộc sống, và mọi người nên trải nghiệm thử. Về văn hóa đọc sách của giới trẻ ngày nay, nhóm mình xin được đưa ra một vài suy nghĩ. Văn hóa đọc ngày nay không đủ sức thu hút đông đảo các bạn trẻ. Thư viện, hiệu sách vắng bóng người tìm đọc, nhường chỗ cho nó là nhà hàng, quán cà phê, trà sữa, tiệm karaoke lên ngôi. Sự phát triển rầm rộ của các ngành công nghệ giải trí với những chương trình mới lạ đặc sắc thu hút giới trẻ theo dõi. Một ngày chúng ta chỉ có 24 giờ, nhưng có quá nhiều sự lựa chọn để thỏa mãn tinh thần. Các bạn có thể bỏ ra hàng ngàn giờ chỉ để chơi game online, lướt web, tán chuyện đâu đâu trên trời dưới đất, mà lại không thể tự dành ra vài tiếng để bản thân được thư giãn thoải mái bằng việc đọc một vài cuốn sách hay. Những cái cũ phải giảm xuống để nhường thời gian cho những cái mới, từ đó họ lơ là việc đọc sách. Ngoài ra, phải đề cập tới lý do khách quan về vấn đề xuất bản kinh doanh sách. Nhiều cuốn sách xuất bản với những giá trị nội dung chưa thực sự sâu sắc, lành mạnh, làm thị trường sách trở nên hỗn độn, phức tạp. Gia đình, nhà trường và xã hội thiếu quan tâm đến việc phát triển tâm hồn và năng lực trí tuệ cho con trẻ. Không đọc sách sẽ làm cho tâm hồn khô héo.
khó có thể cảm thông hay chia sẻ yêu thương, làm giới trẻ ngày càng trở nên cọc cằn, vô tâm, ứng xử thiếu lịch sự, từ đó lại nảy sinh ngày càng nhiều các vụ bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội cũng dần được hình thành. Tất nhiên là chúng ta không thể đổ lỗi cho những lý do đó mà việc đọc sách là bị xem nhẹ. Chẳng hạn như trên thị trường, một mặt hàng kem đánh răng lâu đời được rất nhiều người tin dùng, nhưng khi có một loại kem đánh răng mới vừa cho ra mắt và hiệu quả lại còn được các chuyên gia công nhận, thì ắt hẳn người ta lại đổ xô đi mua loại mới ấy ngay thôi. Mà bên cạnh đó, vẫn còn một vài người thì họ lại ưa chuộng loại cũ, còn bản thân bạn thì nghĩ như thế nào? Tại sao ta không dùng thử loại mới, rồi đánh giá xem công dụng ra sao so với loại cũ, và tự tìm cho mình một loại tốt nhất và phù hợp hơn? Quay trở lại với việc đọc sách, làm thế nào có thể vừa đọc sách vừa không bỏ lỡ công việc của thế kỷ 21? Vì đọc sách ngày nay không nhất thiết là đọc trang sách in hay ngồi trong phòng. Mọi người có thể đọc trang sách điện tử hay sách nói bất kỳ lúc nào và bất cứ đâu. Rõ ràng không phải ai đọc sách cũng thành công, nhưng người thành công bao giờ cũng đọc rất nhiều sách. Điểm chung giữa những người giàu của trên thế giới như Bill Gates, Steve Jobs là họ tự giáo dục bản thân qua việc đọc sách chuyên cần. Có một câu nói mà mình vô cùng thích của Neil Gaiman: một quyển sách là một giấc mơ bạn đang giữ trong tay mình. Tùy theo nhu cầu công việc của mỗi người, chúng ta hãy lựa chọn cách đọc và khai thác thông tin cho phù hợp. Không vì quá lệ thuộc công nghệ thông tin mà xa rời văn hóa đọc truyền thống. Phải biết tranh thủ thời cơ của công nghệ thông tin để tiếp cận dễ dàng và hiệu quả với nội dung mong muốn, chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta hiệu quả với thiết thực cho cuộc sống và sự nghiệp.